Rồi, chào anh em đã quay lại kênh của mình nha. Thì mấy bữa nay có mấy bạn có nhắn tin với lại comment á, hỏi mình cái cách để mà trị bệnh đỏ mình với lại ngứa mình ở các coi anh em. Thì bữa nay mình làm cái clip này chia sẻ với anh em nha. Chia sẻ với anh em cái cách để mà mình trị con cá nó bị đỏ mình với lại nó bị lở mình đó nè. Thì trước khi mà mình nói cái cách để mà mình trị đỏ mình với lại lở mình, ngứa mình ở cá coi á, thì cái đầu tiên á là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến con cá mình nó bị lở mình nó bị đỏ mình, nó ngứa mình mà nó hay cạ mình á, là do cái lọc á, anh em xem là cái lọc nha, có nghĩa là nó xử lý nước chưa tốt á. Thức ăn có thể là nó bị dư thừa trong hồ rồi phân lọc chưa sạch, lâu ngày làm cho nguồn nước mình nó bị ô nhiễm, rồi nó làm cho con cá bị lở mình, ngứa mình. Thường sẽ có cái triệu chứng là cạ vào tường anh em, chứ là con cá nhìn nó không có sung, nó nhát người đó. Rồi cho nên là khi mà thấy triệu chứng cạ mình, ngứa mình thì anh em cần đầu tiên đó là xem lại cho mình bộ lọc nha. Rồi thì bây giờ đến vô cái vấn đề chính, bây giờ con cá nó bị đỏ mình, nó bị ngứa mình với là nó bị lở mình thì sao? Bây giờ đặt cái trường hợp mà con cá nó bị nặng quá đó nè, đấy giống như nó nặng mà nó bị lở, mà giống như tróc giải mà nó bị máu luôn á, nó bị lở mà nó tróc giải ra máu luôn, thì đầu tiên là anh em ví dụ như nó bị một hai con này, anh em bắt cái con ra bên ngoài cái thao á, xong rồi anh em dùng cái thuốc tím nè, dùng thuốc tím này nè, cái chỗ mà nó bị tróc giải nó lở mà lên máu như nó lở thối luôn á, anh em lấy cái thuốc tím nè, anh em bôi trực tiếp lên ngay đó luôn, bôi trực tiếp lên ngay cái chỗ nó lở luôn nha. Rồi bôi là bị lở rỉ máu chỗ nào bôi ngay chỗ đó, xong mình thả nó lại vô hồ, là đảm bảo với anh em là tầm cỡ 5 đến 7 ngày là ngay cái chỗ bị lở như là bị tróc giải nó sẽ lành lại nha. Rồi cứ chứ cá nào mà nó bị lở mà nó tróc giải lở thối thịt, anh em cứ bắt ra lấy tím mình thoa trực tiếp lên ngay chỗ cái vùng mà nó bị luôn, là cỡ 5 đến 7 ngày là nó hết thôi, là đối với những trường hợp nặng thật nặng luôn nha anh em. Rồi thì đó, còn đối với lại những cái trường hợp mà nó bị nhẹ như nó bị mới hơi hơi đỏ đỏ mà nó ngứa mình rồi thôi, thì giờ mình hứa mình xử lý nó như thế nào? Thì đây anh em cũng không, nó bị nhẹ thôi thì anh em cũng không có cần bắt ra bên ngoài thao làm gì đâu, anh em đi ra ngoài tiệm thuốc tây á, anh em mua cái dĩ này nè, gọi là tetracycline á, tetracycline cái viên nửa đen nửa cam mà với lại muối hột đó, hai cái thôi, tetracycline với lại muối hột. Thì bây giờ mình đánh theo tỷ lệ là 50g trên một khối nước nha. Thì một viên này nó là 500mg, thì mình đánh là 10 viên trên một khối, 10 viên sẽ là 5g, 10 viên này ha, trên một khối nước. Anh em lấy cái vỏ nó ra, trong nó có cái bột đó, rồi mình bỏ nó vô cái cây đó, mình quậy đều lên, xong rồi mình chế vô hồ, rồi mình chế vô hồ, hoặc là mình chế trên cái lọc đó, trên cái thùng lọc đó, nó cho nó từ từ nó xuống hồ cũng được ha. Nhưng mà trước khi cho vô mình nhớ hòa tan trước là hãy cho vô nha. Rồi 10 viên tetracycline trên một khối, 4kg muối hột trên một khối, 4kg hoặc 5kg cũng được nha anh em, nhưng mà mình cái lúc mình làm chỉ có 4kg thôi. Rồi anh em hòa quyện vô, anh em đánh trên một khối nước, rồi mình để 3 ngày là tuyệt đối không cho ăn gì hết đó nha, nhưng mà đặc biệt là anh em sục oxy cho nó thật mạnh nha, sục oxy thật mạnh lên. Thì cái nước khi đánh tetracycline với muối hột lên, nước nó sẽ ngã sang màu nâu nâu đỏ đỏ, đỏ đỏ nâu nâu á, và bọt rất là nhiều. 3 ngày đầu là mình không có thay nước, cũng không cho ăn luôn. Qua ngày thứ tư anh em thay 20% nước, rồi châm nước vô, rồi qua ngày thứ năm thay 20% nước, rồi cứ 3 ngày đầu là mình không thay nước, không cho ăn. Qua ngày thứ tư trở lên là bắt đầu mình thay 20% nước, mình thay khi nào mà thấy nước trong mà thôi, là đảm bảo anh em làm vậy là sau cỡ tầm 1 tuần đến 10 ngày là cái hiện tượng cá đỏ mình nó sẽ hết nha, tối đa là 2 tuần thôi nó sẽ hết. Nhưng mà khi mà hết rồi thì con cá của mình nó rất là sung nha nè, rất là khỏe luôn á, thậm chí mà trước lúc đó có thể là nó chưa dạng, nó chưa lên mà để nó mút tay mình, nhưng mà sau khi mà mình đánh cái tetracycline với muối hột mình trị bệnh cho nó, sau khi hết bệnh đó, nó khỏe, mình cho ăn, mình cầm thức ăn trên tay có thể là lên nó mút tay luôn nha nè.
Cái đó là hai cách để mà mình làm trị cái đỏ mình với lại ngứa mình, cả mình nữa cá anh em. Thì cái này mình làm theo cách của mình thôi, thì cũng học hỏi mấy anh đi trước đó. Lúc trước mình mới chơi cá nó bị á, rồi mình hỏi là mấy anh chia sẻ, rồi xong rồi bữa nay thì giống như có nhiều bạn hỏi mình á, thì cũng theo cái công thức mà mình làm mình thấy nó hiệu quả mình chia sẻ lại cho anh em. Chứ còn nếu mà nói để trị bệnh ngứa mình với lại đỏ mình cả mình á, thì có nhiều anh trị còn hay hơn nữa. Cho nên là cái đây của mình là mình trị theo cái cách truyền thống dân dã đó. Nếu mà anh em xem mà thấy nó có hữu ích thì mình có thể là mình áp dụng vô, tại vì cái này lúc trước mình đã bị rồi nè. Giống như cá này của mình nó lỡ thúi thịt luôn, là mình lấy thuốc tím mình bôi vô là cỡ 3 đến 5 ngày là thấy nó lành rồi. Thì đó là hai cái cách để mà mình trị với lại mình chữa khi bạn cá coi nó bị ngứa mình, đỏ mình, cạo mình nha anh em, với lại bị lỡ mình. Với lại mình cũng nói với anh em luôn, ngoài cái việc mà nó trị ngứa mình, đỏ mình, lỡ mình ra, thì cái thằng tetracycline với lại muối hột này nó còn hỗ trợ trị được cái bệnh ngủ ở cá coi nha anh em. Bệnh ngủ có nghĩa là sao? Có nghĩa là con cá khi mà anh em mua về á, mình thả ra nó không có bơi, nó ship tay bơi á, mà nó nằm dưới đáy không á, thì mình sử dụng cái thằng tetracycline với lại muối hột này nó cũng hỗ trợ điều trị cái bệnh ngủ nha. Thì cũng giống như lỡ mình thôi, ngâm 3-4 ngày không cho ăn, rồi qua ngày thứ tư thay 20% nước, nhưng mà đặc biệt là mình sục oxy cho nó mạnh nha. Thì ngoài việc mà hỏ mình ngứa mình ra còn hỗ trợ được cái tình trạng bệnh ngủ nha nè. Nhưng mà sau tất cả thì khi mà trị xong rồi thì anh em cũng ngay lập tức xem lại cái bộ lọc của mình nha, xem ngay cái chỗ nào mà nó chưa ổn, hút đáy hút mặt vậy đó, nó chưa ổn thì mình điều chỉnh lại. Tại vì cá mà nó bị cái tình trạng đó có nghĩa là cái bộ lọc của mình nó chưa có được ổn anh em. Còn khi mà cái bộ lọc của mình mà nó vô gọi là nó ổn định rồi đó, thì cá nó sẽ khỏe hơn, mạnh hơn, và đặc biệt nó sẽ không có bị những cái tình trạng bệnh bậy. Còn thường mà nó bị ngứa mình, đỏ mình mà nếu mình không điều trị kịp thời, để thời gian lâu dài nó sẽ chuyển qua lỡ mình, đặc biệt là nó bị vi khuẩn ăn với lại bị ký sinh trùng nha nè, giống như là bị rận nước với lại trùng mỏ neo á, là lúc đó cái tỷ lệ mà mình điều trị cho con cá nó sẽ cực hơn, khó hơn, thậm chí có thể là nó không cứu được nữa anh em. Rồi thì đó là cái cách mà mình làm truyền thống để mà hỗ trợ trị cái tình trạng bệnh đỏ mình với lại là ngứa mình thôi. Anh em nhớ cho mình một lần nữa nha, nếu cá mình gặp cái trường hợp ngứa mình, đỏ mình nhẹ, 10 viên tetracycline pha loãng với nước cho vô hồ trên một khối nước, và 4 kg muối hột ngâm 3 ngày, không cho ăn, không thay nước, sủi oxy cực mạnh, nó sẽ hiện có cái hiện tượng là màu nước màu đỏ, đỏ nâu với lại là bọt rất là nhiều. Đó, qua ngày thứ tư thứ năm là 20 thay 20% nước, thay khi nào nước sạch được thôi. Còn cá mà bị lỡ lỡ mình hoặc là bị rỉ máu luôn thì bắt cái con nó ra ngoài, dùng thuốc tím bôi lên trực tiếp lên ngay chỗ đó là thả lại vô hồ nha anh em. Rồi đó là những cái kinh nghiệm mà nho nhỏ mình chia sẻ với anh em ở đây là đối với là hồ mini nha. Còn đối với những cái hồ lớn hoặc là cá nhật nào thì mình thấy có nhiều anh giống như mấy ảnh ở những trại lớn hoặc là mấy ảnh chuyên về bên nghiên cứu về bên cá coi ấy, thì mấy ảnh điều trị nó sẽ hay hơn. Còn ở đây là cái cách của mình nó dành cho hồ mini cá Việt mà giống như chơi nhỏ nhỏ giống như mình nè. Để ở đây anh em ví dụ như ai mới chơi mà có bị cái trường hợp mà cá nó bị ngứa mình hoặc là nó bị đỏ mình giống mình á, thì anh em có thể áp dụng ha. Thì nếu mà áp dụng anh em thấy nó có hiệu quả thì nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nhé.